Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm sữa chua túi. Và với cách làm của mình thì mình thấy sữa chua rất là mềm mịn và dẻo, và nó không có bị dâm đá nữa. Và với lại cách làm thì cũng rất là đơn giản à. Và nếu như các bạn xem và yêu thích món sữa chua túi này á, thì xin mời các bạn vào xem cách thực hiện nha. Và sau đây là toàn bộ những nguyên liệu mình để chuẩn bị cho món sữa chua túi này. Ở đây thì mình sử dụng là 1 lít sữa tươi. Và mình chọn là loại sữa tươi ít đường. Bởi vì mình sử dụng là 1 lon sữa đặc rồi, cho nên mình chọn sữa tươi ít đường. Nếu như các bạn mà thích ngọt hơn nữa thì các bạn có thể dùng là sữa tươi loại có đường nhiều. Và 1 hộp sữa chua. Rồi tiếp theo thì mình sử dụng hết 1 lon sữa đặc này luôn. Lon sữa này là 380g. Và túi ni lông và những cọng thun. Và như vậy toàn bộ nguyên liệu để chuẩn bị cho món sữa chua túi này thì đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp sữa này ra trước ha. Và ở đây mình sử dụng là 1 lít sữa tươi này, là sữa tươi này đã tiệt trùng sẵn rồi. Cho nên cái phần sữa này á, mình chỉ đun cho nó ấm thôi. Mình đun cho nó ấm để mình hòa tan cái sữa đặc này vô á, cho nó tan hết á. Nếu như các bạn mà sử dụng cái sữa tươi á, các bạn mua ở bên ngoài mà người ta chưa có tiệt trùng á, thì các bạn phải đun cho nó sôi 100 độ nhé. Và bây giờ mình đun cho nó ấm rồi mình đổ cái lượng sữa này vô. Mình hòa cho nó tan đều ra. Mình đổ vô từ từ vậy nè. Mình vừa đổ mình vừa quậy. Mình quậy theo một chiều. Trong cái lon sữa này thì mình đổ thêm một chút nước vào. Mình đổ thêm một lượng nước khoảng 1/3 cái lon này nè. Để mình chán cho mình lấy hết cái phần sữa bên trong ra đó. Sau khi mà nó hòa tan cái sữa đặc và sữa tươi rồi á, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Các bạn mà lỡ đun cho nó nóng á, thì các bạn phải chờ cho nó còn ấm ấm á, thì mình sẽ cho cái sữa chua vào nha. Nếu như các bạn mà cho cái hũ sữa chua vào á, trong lúc nước nó còn nóng quá á, thì nó lên men không được tốt. Nếu như các bạn thích chua hơn á, thì các bạn dùng 2 hũ sữa chua này. Ở đây thì mình thích cái độ chua nó cũng vừa phải à, cho nên mình sử dụng chỉ 1 hũ này thôi. Bây giờ mình sẽ gót vô một cái can đó cho nó có cái miệng nhọn nhọn gì để mình dễ gót vô cái túi á. Mình gót vô cái bọc khoảng hơn 2/3 một chút á. Nếu như gót cao quá thì mình hơi khó buộc. Còn nếu như gót mà thấp quá thì mình buộc cái bịch sữa chua thì nhìn nó không được đẹp.
Đây, mình đã buộc được một bọc rồi nè. Nếu như các bạn mà có cái thun khoanh loại nhỏ thì mình buộc nó sẽ tiện hơn. Cái cọng thun khoanh này mình dùng cũng hơi lớn rồi nè, mình buộc nó hơi nhiều nụt á. Và đây tiếp theo mình buộc thêm một bịch nữa nè. Và như vậy lần lượt các bạn buộc đến khi nào cho nó hết cái sữa chua nha. Và sau khi buộc xong rồi thì mình bắt đầu mình ủ. Ủ cho nó lên men. Ở đây ở nhà mình thì có cái thùng mót nè. Cái thùng mót này thì cũng hơi lớn á. Các bạn mà nếu như gia đình mình có cái vít á, cái phết này là cái phết như giống như vậy nè, mà cái phết loại hơi to đó thì các bạn ủ vô cái phết. Rồi gia đình mình có cái dụng cụ nào mà giữ nhiệt á thì mình ủ trong cái dụng cụ đó. Ở đây thì mình dùng cái thùng mót nè, nhà mình thì có cái thùng mót này thì mình ủ trong cái thùng mót này nè. Và do cái thùng mót này nó hơi lớn á cho nên mình phải ủ cách thị. Ở đây mình ủ bằng cái hơi á thì mình cho nước nóng toàn bộ vào luôn. Phần chua chua này thì các bạn phải để cách cái mặt nước nóng này nè. Bây giờ mình sử dụng hai cái chén này, mình dùng ngưỡng cho mình chiên lên đó, đừng cho nó cách lên đó, đừng cho nó chạm nước nóng nha. Mình ủ bằng cái hơi thôi, và mình ủ bằng cái hơi nước nóng này thì nó lên men rất là tốt luôn. Và bây giờ mình đậy nắp lại, mình ủ trong vòng khoảng 8-9 giờ. Trong thời gian mình ủ thì mình đừng có di chuyển cái thùng này đi nhiều ha, để cho nó lên men được tốt hơn. Và bây giờ sau 8 giờ mình ủ rồi, bây giờ mình sẽ mang ra. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong ngăn đông tủ đá nha. Mình bỏ đến khi nào mà nó đông cứng lại là mình mang ra mình dùng được rồi. Sau khi mình bỏ trong tủ đá mình thấy nó đông cứng rồi thì bây giờ mình sẽ mang ra. Thường thường bịch sữa chua á, người ta dùng á thì người ta hay cắn với cái góc á, hoặc là người ta mở thun lên cái đầu. Ở đây thì mình đổ ra một bịch để mình coi cái độ dẻo của cái sữa chua nha. Đây mình múc thử nha, nó dẻo nè, nó dẻo y như kem vậy đó. Nó dẻo mà nó mịn nữa. Và với cách thực hiện của mình đó thì mình cảm thấy sữa chua nó rất là ngon và nó mịn nữa. Ăn nó béo lắm đó các bạn. Mấy đứa nhỏ nó ăn cái món này nè thì nó rất là thích luôn. Cái độ chua thì cũng rất là vừa phải à. Chua hơi nhẹ nhẹ. Và như vậy đến đây cách thực hiện sữa chua túi của mình đã xong rồi đó các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích á thì các bạn cũng có thể cho mình một like và đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa nhé. Và để tiện cho việc xem video tiếp theo á thì xin mời các bạn ấn nút đăng ký để khi mình ra cái video mới á thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.